Hello, xin chào mọi người. Mình là Muối Vừng đây. Đây là Facebook của mình. Ok. Có gì mình các bạn sẽ liên hệ Facebook đó nhá. Mình bán, tuy nhiên là cái sản phẩm này á, mình là người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nó. Bởi vì đây, hiện tại bây giờ vẫn chưa thể đặt mua được. Dự kiến bắt đầu giao hàng ngày 22 tháng 12 năm 2018. Hiện tại bây giờ là 24, là Noel á, 24 năm 2018. Vậy là họ giao cho mình 2 ngày đến đây tay mình. Đây là cửa hàng Xiaomi của Trung Quốc, yaopin.mi.com. Giá nó khoảng tầm 510.000, về đến tay anh em rơi khoảng tầm 650.000 nhá, nếu mà sau này nó có bán. Và bây giờ nó đã hoàn thành, sản phẩm chưa được bán và đã có rất nhiều người đặt, thành công rất là lớn. Hãng là hãng Hua Hua đó, Nextone đó, có các video kiểu thì link đây, các bạn có thể dẫn đường link này. Ok, còn các bạn muốn order thì gặp mình ha. Sau bây giờ mình sẽ show cái sản phẩm này. Mình nghĩ mình là người đầu tiên tại Việt Nam có nó, và chắc chắn mình là người đầu tiên tại Việt Nam, tại vì gần như không thể ai tại Việt Nam 2 ngày có được sản phẩm này, vì mình rất là gần biên giới cho nên là mình đã có nó. Và cửa hàng Yao Pin đó, đây là logo của cửa hàng Yao Pin. Bên này nữa, đây là QR của cửa hàng Yao Pin, các bạn có thể quét QR này. Đó. Và sau khi gửi 2 ngày đã trên tay thì mình sẽ mở nó ra. Thực sự thì mình đã mở nó vào buổi livestream trả hàng của buổi sáng, buổi chiều nay. Và mình sẽ mở cái này, mình đã lau rồi á. Thực sự là nó rất là bẩn khi mà có những cái lin. Mặt này là chữ Nextone, zoom gần cho các bạn thấy. Chất liệu thép đó, Nextone, logo của Hua 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 How à, mình không biết đọc ra sao. Đây là các ốc đều bằng lục giác hết, và mình thấy nó khác Leatherman một chút, đấy là Leatherman sẽ dài hơn, và cái phần này nó sẽ đấy, mình che cái này lại thì nó sẽ là Leatherman. Các bạn hiểu ý mình nhỉ? Cái này nó hơi dư ra bên này một chút. Tuy nhiên mình cảm giác cầm vào tay á, nó lại rất là chắc chắn, các bạn hiểu không? Hiểu ý mình nhỉ? Nó cảm giác nó chắc chắn, rất là vừa tay. Rất là vừa tay luôn. Đó, các bạn thấy không? Con này nó nặng khoảng 200, hơn 200 gram một chút, 210 gram. Và bây giờ mình đi vào vấn đề chính luôn. À, bên trong này nó còn có cái gì ta? Xua mính sổ. Sách chi tiết. Xua mính là nói cho rõ ràng. Đó, các chi tiết từ 1 đến 15 chi tiết. Đấy, ở đây nó giải nghĩa bằng tiếng Trung hết. Thì mình cũng méo biết tiếng Trung đâu. Nên là thôi, mình cầm cái này ra mình view. Đầu tiên thì mình sẽ view cho các bạn thấy là chức năng kìm đi. Chức năng kìm mình sẽ mở. Bắt đầu gập xuống thì nó sẽ bung ra, bung kìm ra. Và cái này có một điều đặc biệt, các bạn có thể thấy. Đấy là cái cắt này nó có thể tháo ra được. Kìm cắt này này. Đó, cái phần cắt có thể tháo được. Phần mỏ kìm. Và phần giữa. Đằng này nó cũng có cái phần, phần để mà làm cái gì đấy kẹp ở trong này này. Đó. Các bạn nhìn thấy cái khe này không? Và tiếp theo mình sẽ sâu đến phần gấp lại. Gấp lại khi sử dụng mình toàn dùng như này đâu, gấp lại kìm sử dụng xong nhá. Mình sẽ sử dụng đến kéo, kìm kéo. Kéo thì có cái khe đây này. Đó. Tay nhá, ngón tay này đặt đây này.
Đây, xuống này. Sẹt. Mình sẽ test. Khá là hay ho. Tiếp theo mình sẽ gập nó lại. Và tiếp theo là chức năng dao. À thôi, mở cái này ra trước. Cái này là cái có lẽ mình cần cái gì đấy để mình cưa. Không lẽ mình mang ra mình cưa cái này. Sột 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 sột. Đó. Nó có thể cưa được những cái rất là cơ bản. Rồi thì mình thử con quạt bút này luôn. Wow. Đấy, các bạn thấy không? Đã lõm vào rồi. Là cái lưỡi cưa. Tiếp theo sẽ là, à không, cái cưa này các bạn phải ấn vào đây thì mới ấy được. Đây, ấn vào đây, ấn vào đây mới gập nó lại được. Tiếp theo mình sẽ sâu cho các bạn con dao. Con dao nó ở đối diện với lưỡi cưa, có cái khe này. Con dao này rất là sắc, mình đã test vào buổi trưa hôm nay đó. So, đây là list của mình YouTube và Facebook ha. Đó, đây là tất cả những gì mà nó có thể làm được. Cái con dao này, chất thép có thể là chất thép D4. Dùng một thời gian mình mới biết được nó có bền hay không và nó có sắc lâu hay không. Tiếp theo nó sẽ là chức năng, ba chức năng nhỏ còn lại, ba cái, thậm chí bốn cái. Nhìn đây có ba cái nhưng nó là bốn cái chức năng. Đầu tiên mình sẽ mở cái này ra. Này nó có hai chức năng. Chức năng này là cái tuốc nó vít và chức năng này là cái cắt dây, móc vào dây giật ra. Thì thực tế nó phải dùng như này cơ các bạn nhá, thực tế nó phải dùng như này cơ. Đó, cắm vào cái một cái gì đấy gọi là tuốc nó vít á, cắm vào bẻ vặn, nhìn thấy không, các bạn nhìn thấy không, cầm bẻ vặn này, nó là cái tuốc nó vít đây, là tuốc bốn cạnh. Đó, tuốc bốn cạnh nha. Tiếp theo sẽ là tuốc nơ vít và mở bia. Sorry các bạn lấy nét rất là kém. Đây là Samsung Galaxy Note 5. Và như này nha các bạn nha. Có mở bia và tuốc nơ vít. Cái đầu này đầu tuốc nơ vít này. Đầu này đầu mở bia này. Tiếp theo cái chức năng ở giữa của nó thì lại phải móc ở đây. Ở giữa. Đây là mở đồ hộp. Chức năng này là mở đồ hộp nha. Chỉ có duy nhất cái mở đồ hộp thôi. Và một cái tool nhỏ nữa ở đây mình không biết để làm gì. Đó, một cái nhiều để chỗ vào á. Chỗ đồ hộp đúng rồi, đây là chỗ đồ hộp. Để đi xung quanh cái hộp ấy. Không, đi xung quanh cái hộp ạ. Sau vậy là mình đã có vài chức năng cơ bản. Sau đây là kìm. Ồ, mình sẽ gập lại. Và đây là đằng sau, mặt sau của nó có chỗ để gắn vào cặp quần. Vậy là mình đã có đâu nhá, mình có kìm này, mình có cưa này, mình có dao này, mình có kéo, mình có kéo này đúng không ạ, có kéo,
Mình có mở bia, mình có cắt dây, mình có tuốc nó vít, mở đầu hộp. Vâng, đấy là tất cả những gì Nextone có với giá 510.000 đồng. Một con dao phượt tuyệt vời. Và mình ước đoán giá đến tay các bạn là 650.000 ha. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Có gì liên hệ với mình qua Facebook Mùi Vương. Ok, cảm ơn mọi người xem video.